Đây rồi. Xin chào các bạn đã trở lại kênh của em bé. Hôm nay anh Bin và em Sóc lại tiếp tục xem máy múc nhà chú Tuột. Nhà chú Tuột Lệ đang múc móng nhà. Hôm nay đẹp ngày, ngày 12 tháng Giêng. Bắt đầu là múc móng nhà, bắt đầu xây dựng. Còn đây là ban hậu cần của chú Tuột với cả chú Tạo đây rồi. Thím Lệ đây rồi, đang thịt rất là nhiều gà vịt này. Rau dưa chuẩn bị rồi, đầy đủ hết ông nội đây rồi. Đây là bác Trơn đây, bác Trơn chào bà con cái nào. Đấy. Xin chào bà con. Xin chào bà con. Rồi, em Sóc đây. Xin chào bà con. Em Sóc đâu, chào nào. Bin đâu, anh Bin đâu? Anh Bin quay mặt đây nào. Anh Bin cười đi. Anh Bin bảo chào, chào các bác các chú đi. Chào đi. Giơ tay lên chào mà. Chào các bác các chú đi. À, rồi. Máy múc đâu? Rồi rồi, máy múc đây rồi. Đây, bà Lội đây. Bà Lội đang xem, bà Lội cũng đang xem công trình đang máy múc đây. Chúng tôi đang tiếp cận ban hậu cần rồi. Rồi. Hậu cần hôm nay là đây rồi. Một con gà rất là to này các bạn này. Đây rồi, còn con gà đây, chú Tuột đang vặt con gà sạch sẽ rồi, chuẩn bị là mổ đến nơi rồi đây này. Ông Lội thì đang tiến hành làm nem. Nào, có thêm cá con nào, quay cả cá lên nào. Đâu rồi. Cá đây. Úi giời ơi. Đây rồi, toàn là đặc sản các bạn ạ. Ui giời ơi, lươn trạch rồi là cá quả. Đây đây mà. À, anh Bin này vào xem ông nội á. À. Anh Bin này vào xem ông nội làm nem à. Hôm nay ông nội sẽ làm nem nhá. Sóc đâu, Sóc xem máy múc chưa nào. Đấy ạ. Có bỉm rồi. Bỉm rồi. Thế nào mình thấy coi vậy nó mùi nó. Thế à. Hôm nay giá. Thôi chỉ làm vừa lem thôi, chứ bỏ lại nhá. Thôi dừng lại nhá. Hơi gặp lỗi sự cố vậy, tí vậy. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Anh Sóc đang